Chào các bác nhá. Ở trong chương trình YouTube chiều hôm nay xin giới thiệu sản phẩm mới với anh em. Đây này. Đó là bộ quần áo ngụy trang, quay người hết cậu nhá. Bộ quần áo ngụy trang nhá. Quần áo ngụy trang cho anh em đi rừng, cho anh em đi săn bẫy nhá. Ngụy trang rèn gì theo kiểu bộ đội nhá các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác là hai mẫu. Một mẫu là rèn gì xanh đậm hơn, còn một mẫu là rèn gì đen đậm hơn nhá. Các bác nhìn thực tế đây, cái mẫu tôi đang mặc ở đây này các bác này, mẫu tôi đang mặc thì nó sẽ tối màu hơn, nó sẽ tối màu hơn nhá. Thế còn cái mẫu này thì nó sẽ sáng màu hơn. Đây, thay rèn gì đây nha các bác nhá. Đây, tôi giới thiệu cụ thể cho các bác nhá. Kiểu quần áo này đây, đây tôi giới thiệu cái bộ rèn gì lâu này trước. Bây giờ tôi gọi bộ này bộ rèn gì lâu nhá. Các bác có đặt hàng ấy, thì các bác muốn rèn gì xanh hay rèn gì lâu thì các bác nói rõ để cho khỏi bị nhầm hàng nhá. Bộ này là bộ rèn gì nâu. Bộ rèn gì nâu này ấy, thì cái chất liệu vải ấy, nó sẽ dày dặn hơn cái bộ rèn gì xanh kia. Và giá tiền nó sẽ cao hơn 20.000. Và tôi cũng nói giá luôn cho các bác nắm được để các bác tiện theo dõi để mua hàng nhá. Cái bộ này giá rất là rẻ thôi. 210.000. 210.000 cái bộ rèn gì nâu này. Đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh tới tận nhà cho các bác, nhận hàng bóc hàng xem và kiểm tra, xong thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Thế tương tự như vậy, bộ này nó rẻ hơn 20.000 thì nó sẽ là 190.000. Đấy, 190.000 cho cái bộ này. Bộ xanh này thì chất liệu vải nó mỏng hơn một chút các bác nhé, mỏng hơn một chút. Không được dày dặn bằng bộ lâu. Bộ lâu thì chất liệu vải nó sẽ đẹp hơn. Thế còn tùy anh em thích màu sáng hay anh em thích màu tối thì anh em đưa ra sự lựa chọn riêng biệt nhé. Thì tôi nói sơ về cái bộ quần áo này. Bộ quần áo này ấy, là may theo kiểu quần áo của bộ đội nhá các bác nhá, may theo quần áo bộ đội này. Đấy. Bên đằng sau là có một túi hậu. Một túi hậu nhá. Đây là tôi đang nói cái quần, một túi hậu. Dạng là dạng đai này. Dạng đai có dây con đỉa này để cho các bác cài nịt lưng hay là thắt dây lưng ấy nhá. Ở phía là chỗ quần này thì là dạng đóng cúc giống như bộ đội luôn. Không có khóa mà dạng cúc nhá các bác nhá, dạng cúc. Đấy. Thế cái này may y chang như kiểu bộ đội nhá. Hai bên là hai túi chéo. Hai bên là túi chéo nhá các bác nhá, hai bên túi chéo. Và phía dưới ống quần. Phía dưới ống quần vẫn có cái cúc. Cúc và cái giải đai. Để cần thiết thì các bác thắt lại nhá. Các bác cần thắt lại cho nó nhỏ đi được bên này. Như chỗ này có thể rung gần lại nhá. Đấy, thắt nhỏ cho nhỏ ống lại nhá. Đấy. Thì cái bộ này là may theo kiểu bộ đội. Y bộ đội luôn. Màu thực tế là màu rèn gì lâu như này. Thì cái màu này nó ngụy trang nó sẽ tốt, nó tối. Thế đấy là về cái quần nhá. Thế còn đây là về áo. Áo tương tự như vậy, cũng may theo kiểu bộ đội luôn này. À, hai bên hai túi ngực nhá, hai túi ngực nhá. À, cổ áo này có gài cầu vai này nhá. Phía ống tay có cúc đóng này. Đấy, may nói chung là may y như kiểu bộ đội. Nhưng mà lưu ý với các bác, cái hàng quần áo này ấy, là quần áo của xưởng may. Xưởng may hàng trong nước mình may ra thôi. Chứ còn nó không phải là hàng của bộ quân nhu. Không phải hàng của bộ quân nhu nhá. Đấy. Không phải là của cục quân nhu đâu. Đây này cơ sở sản xuất Thành Nam ấy. Đây này các bác này. Cơ sở sản xuất Thành Nam nhá. Cái hàng này nó không phải là hàng của bộ quân nhu, có nghĩa là không phải quần áo dành cho lính đặc biệt đâu. Ví dụ như quần áo mà đúng chất dành cho lính của nhà nước, của bộ quân nhu mà phát cho lính ấy thì giá nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Và cái chất lượng thì nó sẽ cũng ok hơn. Thế như là cái này là cái hàng may của cơ sở sản xuất của Việt Nam. Nói chung là may theo kiểu lính thì cho anh em được một cái đồ ngụy trang cũng rất là đẹp, kiểu cách phong cách lính. Nhưng mà giá lại rất là rẻ nhé các bác nhé. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Có 201 cái bộ này. Đây tôi đang mặc cái này. Có 201 một bộ, đã bao gồm cả phía ship rồi. Thế còn cái bộ mà nó mỏng hơn một chút này thì lại là có 190.000 thôi các bác nhé. 190.000. Thì đây là tôi đang nhập một cái lô hàng thử. Thì cái size duy nhất bây giờ ấy là tôi đang nhập size số 3. Các bác nhìn đây. Size số 3 nhá. Cả quần cả áo đều là size số 3. Thì size số 3 này sẽ dành cho anh em cao khoảng 1m6 trở lên. Dưới 1m6 mặc cũng được. 1m6 tới 1m7. Nặng 54-55 cân. Tới 60 cân, tới hơn 60 cân là mặc được nhá. Thế còn anh em nào mà cao trên 1m7 nặng tới trên 70 cân thì phải mặc cái số 4 hoặc là số 5. Cái này nó phân theo số 3, 4, 5 các bác nhé. Hiện giờ đây là cái số nhỏ nhất.
Đấy, sợ nhất anh em nào mà tầm người như tôi này thì mặc rất là vừa. Tôi mặc đây thì vẫn hơi rộng đấy, anh em nào to con hơn một chút thì mặc nó sẽ đẹp hơn nhé. Đấy, các bác nhé, to con hơn, béo hơn thì mặc sẽ đẹp hơn. Tôi này hơi gầy một chút thì mặc thì nó cũng hơi rộng, nhưng nó sẽ là vừa vặn. Đây, cái bộ này ấy là hàng của Việt Nam, làm theo kiểu lính. Thì các bác nhìn này, may nó rất là vừa nhé, may rất là vừa, rất là ôm. Đây, cái quần cũng vậy, may rất là ôm nhé. Thế còn đợt trước shop có giới thiệu với các bác một cái lô hàng mà quần áo của lính ngụy mà rèn di đen trắng ấy, rèn di đen trắng ấy, thì đó là hàng Trung Quốc. Thì Trung Quốc họ may theo kiểu toàn bụng bia thôi, to lắm, các bác mặc về đa phần là phải sửa. Thế còn đối với cái bộ này ấy, thì anh em mua về ấy, là chiến luôn, không bao giờ phải chỉnh sửa gì hết. Giờ chỉ cần nói chiều cao cân nặng, shop lấy cho đúng cái số là ok, 1-2 hôm nữa sẽ có đủ các số 4 và số 5 dành cho anh em to con nhé, dành cho anh em to con hơn. Thế còn hiện tại thì bây giờ đang có cái số 3 dành cho anh em tầm người như tôi này. Đấy, sẽ dễ mà. Thế đây nhá, tôi vừa đang thử cái bộ rèn di nâu. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho các bác xem cái bộ rèn di xanh. Nhá, rèn di xanh. Thế cái này thì anh em tùy từng khu vực thôi. Anh em đi rừng mà nhiều lá cây xanh thì anh em chọn màu xanh. Thế còn cần thiết thì anh em chọn màu nâu nhá. Tùy anh em nhá. À.